Hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bác cái câu chuyện về việc phục hồi sau thu hoạch và cái vấn đề có nên rửa vườn hay không nha các bác. Vườn này thì là vườn của anh Gầu, là người đồng bào ở Gia Lai đấy và bước vào cái quy trình của Thuận Thiên khá lâu rồi và bây giờ đang phục hồi. Các bác có thể thấy cái lá nó ra gần 30 phân nha các bác. Đấy, và cái bộ lá chân nó còn nguyên nên cái cơi lá nó ra nó rất là dày và nó rất là mượt mà. Anh Gầu ấy, anh Gầu là người Ba Na hay là người Gia Lai anh Gầu nhỉ? Gia Lai. Đấy các bác, anh Gầu là người đồng bào Gia Lai ở trên Gia Lai đấy các bác ạ. Và anh ấy làm người đồng bào nha, mà làm với Thuận Thiên, các bác có thể thấy là cây lá nó rất là mượt mà đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ quay lại nói về cái câu chuyện rửa vườn sau thu hoạch nha các bác. Thường thường ấy là các bác ở bên quy trình hóa chất ấy, các bác sẽ dùng các cái loại thuốc rửa vườn để mà các bác tẩy rong rêu nấm tảo rồi thì diệt khuẩn đúng không? Thường thường là dùng các cái loại chất mà nó có hoạt tính trị nấm và diệt khuẩn mạnh như các loại hóa chất gốc đồng hay là các cái hoạt chất trừ nấm đấy, và các bác phun hết lên thân cây lá rồi tưới xuống đất phòng trừ nấm khuẩn ấy. Thì với quy trình Thuận Thiên bọn em không làm điều này nha, tại vì với quy trình Thuận Thiên ấy là phải làm sao phục hồi được cái hệ vi sinh vật ở trong đất, duy trì và phát triển hệ vi sinh vật. Đây các bác có thể thấy là đất nó rất tơi xốp, trùn đất và các loại vi sinh vật nó đang phát triển cực kỳ mạnh. Và nếu mà các bác dùng các loại thuốc rửa vườn như vậy để mà phun vào ấy thì là con xấu hay con tốt gì nó chơi tất và đất nó sẽ trở thành đất chết. Đấy, mà đất ấy nó phải có vi sinh vật nó hoạt động thì nó mới phân giải được các cái chất hữu cơ ở trong đất các bác ạ, nó mới phân giải các cái dinh dưỡng từ khó tiêu thành dễ tiêu để mà cây nó có thể hấp thu được. Nên các bác đi các bác quan sát ấy, cứ đất nào mà nhiều chùn tơi xốp và cái hệ thống vi sinh vật nó càng dồi dào bao nhiêu thì đất nó càng tốt bấy nhiêu đúng không ạ? Mà bây giờ mình dùng các cái loại hóa chất diệt khuẩn đấy, các loại thuốc rửa vườn ấy thì là vô tình các bác biến đất thành đất chết rồi, và cái cây nó mọc trên một cái nền đất chết như vậy thì nó không thể nào khỏe mạnh và bền vững được đâu các bác ạ. Vì vậy nên là quy trình của Thuận Thiên của bọn em là bọn em không có rửa vườn là lý do như vậy. Và quy trình hữu cơ Thuận Thiên ấy là luôn luôn ổn định cái pH đất ở ngưỡng từ 6 đến 6,8 và phát triển cái hệ vi sinh vật có lợi đấy, nên là nó sẽ ức chế rất mạnh các cái hoạt động của các cái dòng nấm khuẩn có hại cho cây nha các bác. Tại vì thông thường ấy các cái dòng nấm có hại và vi khuẩn có hại đấy nó chỉ tồn tại ở ngưỡng pH thấp, cụ thể là dưới 5 nha các bác. Mà vườn Thuận Thiên ấy thì pH lúc nào cũng trên 6 rồi, nên là không có chuyện là cần phải rửa vườn. Đây các bác có thể thấy là em để lá rụng đầy xuống dưới gốc đấy, cũng không thèm quét lá ra luôn. Bởi vì với một cái nền đất tốt ấy thì những cái xác bã thực vật, những cái lá cây rụng như này nó chính là phân, nó cung cấp lại các cái mùn hữu cơ cho cây đấy các bác ạ. Hệ thống vi sinh vật và các cái loại nấm đối kháng ở bên dưới đất ấy là nó sẽ phân giải toàn bộ các cái lá cây, các xác bã thực vật này ra thành phân bón lại cho cây trồng nó rất là tốt. Còn với những cái môi trường đất mà nó bí, nó chặt, đất nó bị thoái hóa, pH đất nó thấp ấy thì việc các bác để lá cây xuống dưới như thế đấy nó tạo cái độ ẩm, nó tạo cái môi trường cho nấm bệnh nó phát triển, nên là các bác nó phải quét ra. Còn vườn Thuận Thiên ấy là đất rất là tốt đấy, nó rất là tơi xốp, hệ thống vi sinh vật nó rất là nhiều, nên gần như là không bao giờ phải sợ ba cái chuyện nấm khuẩn đâu các bác ạ. Cái hệ thống vi sinh vật ở trong đất nó cũng giống như một cái bộ máy tiêu hóa ở con người. Nếu mà các bác có một cái bộ máy tiêu hóa tốt thì các bác ăn thức ăn vào nó trở thành năng lượng, nó trở thành dinh dưỡng. Còn nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của các bác nó gặp vấn đề đấy thì thức ăn đưa vào nó trở thành chất độc đấy. Hay là ngay cả cái câu chuyện tắt cắt tỉa lá cho nó thoáng cây đi cũng vậy. Thuận Thiên không bao giờ khuyến khích các bác làm điều đó, tại vì với Thuận Thiên ấy là mỗi cái lá là một cái nhà máy chế biến dinh dưỡng, và đất của bọn em tốt, cây của bọn em khỏe nên nó không có nấm bệnh mà phải sợ là cắt tỉa đi cho nó thoáng, nắng nó vào, không là sợ nấm, không có chuyện đó. Còn khi mà các bác làm theo quy trình hóa học bình thường ấy, đất nó không được khỏe, pH đất nó thấp, rồi nội sinh cây nó yếu thì nó sinh ra kính thưa các cái loại chuyện, nên là phải đi cắt tỉa cho thoáng cây rồi này nọ để mà tránh ẩm rồi tránh nấm. Còn với các cái môi trường mà đất nó khỏe mạnh các kiểu như này, đây các bác có thấy là đây rất tơi xốp đúng không, chùn đất này nó phát triển này nhiều như thế này thì không bao giờ sợ nấm mà phải cắt tỉa, tại vì mỗi cái lá nó là một cái nhà máy chế biến dinh dưỡng. Các bác cứ cắt cái bộ lá già này đi ấy, thì nó sinh ra cái lá mới rất là mỏng chứ nó không được dày như này đâu, dày dặn như này đâu. Nên là quy trình của Thuận Thiên ấy là bọn em giải quyết cái căn nguyên đấy, giải quyết cái gốc rễ của bài toán chứ không phải là cứ đi chạy theo chữa trị triệu chứng đâu các bác ạ. Đấy, và làm nông nghiệp như này ấy, thì nó rất là đơn giản, nó rất là nhàn, nó rất là khỏe người. Nên là các bác có thể thấy là ngay cả những người đồng bào như anh Gầu là người đồng bào Gia Lai đây, anh ấy làm vẫn rất là tốt, cái vườn của anh ấy vẫn rất là khỏe đúng không? Mà người đồng bào ấy thì người ta rất là khó khăn trong việc là nắm bắt kỹ thuật các bác ạ. Mà anh Gầu anh vẫn đang làm rất là tốt, có nghĩa là cái quy trình Thuận Thiên nó rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được nha các bác.